Môn này môn khó nhất này. Môn YouTuber. Môn làm video. Môn YouTuber. Design. Môn. Hello các bạn, đã 20, 21 năm rồi thì SEA Games mới quay trở lại Việt Nam. Và ngày hôm nay nhân dịp SEA Games đã quay trở lại Việt Nam thì chúng mình sẽ quay trở lại với cái trò chơi này. Và với một phiên bản khác, đây là đoán tên các bộ môn có trong SEA Games 31. Bắt đầu thôi. Đạp xe. Sai. Đạp xe mà. Đừng ngó đi. Bơi lội đạp xe chạy bộ. Đúng. Ba môn phối hợp. Đúng. Hoặc ai bắn cung. Đúng. Bắn súng. Đúng. Ngồi xổm chào khán giả. Đây chính là bộ môn bi sắt. Bia. Không đá bia. Bia gì? Bia. Bia gì? Bia. Bia có nhiều thứ loại. Bia thọc. Bia 3 viên. Sai. Bia 2 viên thôi. Sai. Không, câu này em quên, bộ môn này tên gì rồi. Carom 3 băng. Không biết thì anh biết. Bóng bàn. Đúng. Bóng chuyền. Sao dùng cả tay đấy. Đây là bóng ném. Sao lại có một cái mặt này. Cầu lông. Bóng rổ. Bóng rổ. Bowling. Boxing. Muốn quay. Cầu lông. Sao bóng chuyền lại đá bằng chân? Có chứ. Đá cầu à? Cầu gì? Đây là cầu mây mà. Đấu kiếm. Chào xuống Cadillac. Đúng. Đánh gôn, Taekwondo. Judo. Đây là Judo. Cái phân biệt đó là áo của Judo dày hơn áo của Taekwondo. Đây là Vô Vi Nam. Vô Vi Nam. Ủa đây là Vô Vi Nam. Không phải, thế rồi. Thì như ơi. Cũng thế. Đấu vật. Đây là BJJ. Không phải BJJ á. Không. Đây là Aikido. Đây là môn Jujutsu. Đây là môn cô gái cảnh sát. Cái này dễ. Đây là Taekwondo. Cao tay. Đúng. Gì à? Thôi. Thôi. Muay Thái. Đúng. Đây là đấu vật ạ. Đấu vật này. Đây là ủ su. Đúng không? Cái này nhất là tự ý nhá. Cái này là mới bật chưa vào hôm qua đấy. Cái gì ai đây? Quá biết. Chết rồi. Không biết. Cái mà bảo biết chồng quý. Vật. Vật này hết bằng anh ạ. Skip rồi. Ôi. Ôi. Chơi đá đi, đá đi. Chịu, chịu. Chịu. Đây là môn chọc cây bánh xe. Nhìn nó mũi đi mọi người. Ngủ su. Pencasilat. Yes. Đây là môn gì? À? Môn khó nhất này, môn cuối cùng ấy. Môn YouTuber. Môn làm video. Đoán đi. Môn này là môn YouTuber. Design. Design. Nhìn cái thằng lại đi. Nhìn cái thằng lại. Môn lặn bởi vì vừa chơi lặn quá lâu rồi. Chơi nhá để chúng mình được phép ngoi lên và chơi những cái bộ môn khác. Ê, đứng lại thật à? Nhảy lâu.